Chào các bạn, hôm nay chồng mình sẽ nấu món gì trời? Gà quá vô khúc canh bắp. Dạ, thịt gà hả? Gà We're gonna make some chicken Kiev. Chicken Kiev các bạn ơi. Để mình hỏi cái chicken Kiev là gì ha? Em quốc của chúng With ta đây. Đang nhìn bà đó ơi, đã đi đi nè hungry So it's all right, we're gonna cook chicken Kiev with basil pesto. chicken Kiev, đây là món thịt gà chiên mấy bạn. Cái này là you bought it from the supermarket, that was Yeah, already made, right? just bought ones. Yeah, này là món thịt gà chiên mấy bạn ơi. Ai đây mấy bạn ơi, ai đây? Ô, nhân vật nào đây? Mẹ đang ngậm đây cho bố làm việc. And just gonna make a garden salad with that. Hỏi gì? Hỏi gà rừng salad? You mean salad vườn hả? Gì? Salad Just a vườn green salad. hả? Oh, green. Green garden salad. Thì chồng mình nói là sẽ làm một cái món salad với rau cải xanh đó mấy bạn. Thì mình mới chọc chồng mình thôi, chọc cho vui. Đây, giờ chồng mình sẽ chiên. So that is breadcrumbs on the outside. It's got like chicken mince on the inside, and inside the chicken mince is basil pesto. Rồi đây, thì chồng của mình mới nói ở bên ngoài á là cái lớp bánh mì vụn á mấy bạn. Thì khi mà mình chiên giòn mình hay có lớp bánh mì vụn này nè. Nè, không dám đụng vô nóng. Rồi và cái lớp thịt gà, gà xay nhuyễn ở bên ngoài. Rồi lớp ở bên trong đó là cái lớp bá rồ, có nghĩa là rau quế. Cái gì? Bá rồ cái gì bắp? Gì? Pesto. What is pesto mean? Pesto. It's like chopped up basil. Oh, so pesto is chopped up basil. Yeah. Oh, anh nói là pesto có nghĩa là cái gì rau quế mà được sắc ra mấy bạn. Rau quế mà được sắc ra. But I assume there should be cheese in there, right? We'll find out. Alright, vậy là anh cũng không biết là ở trong là có phô mai hay không. Để một hồi khi ăn chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Is this for the salad, bấm? Yeah, this is just for the salad. Yeah. Little white yummy. Onion there. Yummy, yummy. What's this one? Red wine vinegar. Red wine vinegar. Có nghĩa là giấm rượu đỏ mấy bạn ha. Đây. Anh bỏ cái red wine vinegar vào trong cái hành tây á mấy bạn. Đó. Take the sting out of the onion. So you don't end up yeah. with like onion breath. Yep. And I'll use the vinegar later on to make a dressing for the salad. Ok, có nghĩa là giống như là mấy món của người Việt mình á, thì anh bỏ giấm vô trong cái hành tây này để cho nó bớt hăng á mấy bạn. Với lại một hồi thì anh sẽ xài cái giấm này để làm cái phần salad luôn á. Đây. Thì lâu lâu chồng mình mới nấu ăn bạn ơi. Tại vì có nhiều bạn hỏi là chồng mình nấu ăn nhiều hay sao mình không nấu. Thực ra là nguyên tuần là tụi mình ăn đồ ăn Việt không à. Lâu rảnh này ảnh mới nấu. Bắt đầu vàng lên rồi nè. Vàng rồi hả bắp? Hả? Không hiểu hả? Không hiểu hả? Không hiểu thì thôi. I mean it start to get a bit brown now isn't it? Đây mấy bạn ơi, hấp dẫn ha. What's this mushroom called, Bob? Giant mushroom. Giant? I have no idea really. Giant. Don't know. Thì đây đây là cái ở bên đây á, I'm explaining to everyone that in Australia you can eat fresh mushroom in the salad, not like in Vietnam, you cannot eat them fresh, you know. Thì mới hỏi chồng mình là cái này là nấm gì vậy anh, thì anh nói là nấm khổng lồ. Vui chưa? Ý là nó bạn không biết tên gì cho nên anh nói nấm khổng lồ luôn. Đó mấy bạn thấy cái nấm to dễ sợ không? Thì giờ anh sẽ trộn salad với cái nấm này luôn mấy bạn.
Và trong phần salad của tụi mình thì có thêm salad nè, cà chua luôn. Dạ. What's happening now? I'm just stirring the onion up in the vinegar. Alright. Thì anh trộn hành vô phần giấm để cho thấm vô mấy bạn. Thì ở đây thì có thêm dưa leo nè. Đó, thì đó là salad của tụi mình á. Rồi bây giờ chồng mình sắp sửa sắc ra. Đây anh đang sắc nấm mấy bạn. Itself, isn't it? Hả? It's nearly a meal in itself. Which one? The night? Oh. Yeah, it's huge, isn't it? Cái nấm nhìn to ấy, các bạn thấy không? Is it as big as your hand? Yep. Ừ, nhìn to như bằng cái tay của ảnh luôn á. Đây. What's this one? Miss it. Again. How's it? Yum. Yum yum. Rồi đây. Thì bây giờ Hiền sẽ ăn thử một miếng để cho mấy bạn biết là khi mà mình chưa trộn salad thì cái nấm này nè ăn nó sẽ ra làm sao ha. Cái nấm khổng lồ. Bạn nào biết tên cái nấm này cho mình biết chứ nha. Rồi. Yum. When you eat on this all without a salad dressing, it tastes very sweet and it is mushy. The mushroom taste, you know. Yep. Rất là ngọt mấy bạn. Và có cái vị của nấm á, vị cũng na ná như là nấm rơm mình vậy đó, nhưng mà rất là ngọt nha. Ngọt cực kỳ. Ơi ơi, mỗi lần mà ba mẹ nấu ăn cái là không có ai chơi với con hết, phải không? Phải không? Không ai chơi với bé Út hết à? Thấy không con? Bé Út phải tự chơi với đồ chơi hả con? Hả? Bé Út làm cái gì đó? Bé Út cào cào cái gì đó con? Đây coi cái tướng hai lúa của bé Út nè các bạn ơi. Đó. Quần mặt cái chân bay lên tới đây đó luôn rồi đó. Đây. Bé Út ơi. Bé Út ơi. Bé Út ơi. Hèo Út có nói chuyện với mẹ không? À. À. Đó. Ôi trời. Đó, Hèo Út trả lời với mẹ đó mấy bạn thấy không? Mẹ Hèo Út. Ôi, lúc này Hèo Út nhiều chuyện cực kỳ mấy bạn ơi. Nhiều chuyện dữ lắm. Không nói chuyện là Hèo Út buồn. Coi cái mặt kìa. Nói chuyện kiểu gì vậy con? Ôi 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 ôi. She almost there yet, Bob. Almost there, I reckon. Yeah. Sắp sửa được ăn rồi mấy bạn ơi. You can see here. That's the, yeah it is. It's cheese and basil pesto. Oh. Như vậy là ở trong là phô mai với lại rau quế mấy bạn, basil rau quế đó. Đó. Anh zoom lại gần cho các bạn coi đó, đó cái phần phô mai đó các bạn thấy không? Dầm dầm. Sẽ chuẩn bị làm cái nước sốt. Đây, một tép tỏi. What else? Vinegar. Nước giấm hồi nãy mà để trong hành tây với mấy bạn, để vô hết. Đây là cách mà họ làm cái salad dressing đó, là cái nước sốt salad của người Úc của mấy bạn. Rồi, một ít dầu olive vô. Đó. Rồi một ít muối ha mấy bạn. Một hai nhúm muối nhỏ thôi. Đây. Rồi what else Bob? Some lovely Phú Quốc pepper. Đó, nghe anh nói không? Tiêu Phú Quốc mới ngon. Cũng khá là thông thạo ha mấy bạn ha. Rồi, is that it? What else do you want to put in there? Normally, I think that's how you make it, isn't it? That's about it, really. Yeah. It's pretty rồi. Simple one. Rồi, bây giờ mấy bạn sẽ xay cái đó ra. What is that? Xay ra thôi. Đó. Hơi bị om sòm mấy bạn ha. Rồi, vậy là xong cái phần nước sốt salad rồi mấy bạn.
Do you want to try that, Hen? Yeah, see. Đây. Thì để mình thử rồi mình nói cho mấy bạn biết như thế nào nha. Chua, thơm tỏi, thơm tiêu, sáo quả. Với lại thơm cái mùi ô liu. Thì nó chưa có đủ chua cho nên ảnh bỏ thêm chanh nữa nè mấy bạn. Tụi mình mua chanh này ở chợ người Việt Idala nè. Thêm hai miếng chanh vô. Just a bit of lime juice. Vậy. On the fly. Chili. Thêm một chai ớt vô mấy bạn ơi. Chai ớt hiểm đó nha, phải ớt hiểm mới chịu như mấy bạn, ớt hiểm mới cay đó. Rồi thì mấy bạn cứ xay ra thế thôi. Rồi bây giờ thử lại lần nữa nha. Chua lè luôn. Phải chua lè nhìn mới chịu đó. Very strong. Chua rất là mạnh nha mấy bạn. Đó là cái cách mà người Úc họ làm cái nước sốt salad của họ đó mấy bạn. Đây là chỉ là một cách thôi. Còn vô bằng những cách khác thì chừng nữa tụi mình sẽ làm cho mấy bạn xem ha. Hai các bạn. Thì hôm nay đã xong rồi nè. Đây là salad. Is this the Aussie style salad book? Yeah, pretty basic. Just something Có nghĩa là đây là món salad rất là bình thường của người Úc rồi mấy bạn ha. Đây. Ngon ha. Healthy right. Đây là gà đó nè mấy bạn. Yay. Mình thấy được không? Còn đây. Taste test. How's it taste? Yeah. Rồi bây giờ là tới phần thử đây. Đây ha mấy bạn ha. Để mình cắt phân nửa ra cho mấy bạn xem coi nhìn ở bên trong ra làm sao ha. Elwood wants a taste too. Oh, Elwood. Nhìn cơ. He's staring. Elwood nhìn đắm đuối mấy bạn ơi. Mam 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 con. Mam mam. Elwood nhìn mình như giống như là cái gì vậy mẹ? Cái gì vậy mẹ ơi? Thơm lắm mấy bạn ơi. Đây. Đây là cận cảnh nè, mấy bạn có thể thấy phô mai ha. Nhìn mấy bạn thấy được không? Mấy bạn thấy không? Được giống Mỹ sao nó bớt. Ok, Wood đang nhìn theo kìa. Rồi bây giờ để mình ăn và nói cảm nghĩ cho mấy bạn. Rồi bây giờ để Hiền ăn và nói cảm nghĩ cho mấy bạn nghe nha. Thì nãy giờ bé Wood ở trong nôi. Nhưng mà khi mà tụi mình chuẩn bị ăn thì Wood không chịu ngồi nữa mấy bạn ơi. Bắt phải ẩm rồi. Ngon quá. Đó. So what's the verdict? Any good? What does verdict mean? What's your decision? I can taste basil, definitely. Mình có thể ngửi được mùi quế mà. And I can taste a bit of the cheese, but the basil tastes very strong, right? Thì cái mùi quế rất là mạnh ha. Và mình có thể thấy được cái vị béo của phô mai. Và cái vị của thịt gà đó mấy bạn. Tiếng Việt cái vị lục. Cái vị của thịt gà rất là mạnh ha. Giống như người ta để khá là nhiều muối ở trong á, cho nên cái vị khá là mạnh của muối. It tastes pretty strong up on the sauce that they put in the chicken mince, isn't it? And the basil tastes very strong, plus it's a bit richer flavor from the cheese. Yep. And the crunch from the breadcrumb. So it's pretty good. Yeah, it's pretty good. Còn ở bên ngoài là cái giòn giòn, cái lớp giòn giòn mấy bạn.
là cái lớp mà bánh mì dụng á. Yummy. Nói chung là cũng được. It's convenient for when you're busy, isn't it? It is. Thì cái này á, tiện lợi cho khi mấy bạn bận rộn á, mấy bạn không có thời gian mà nấu món gì á, thì cứ mua cái này từ siêu thị nè. Ngốt người ta mua cái này từ siêu thị nè, về cái chiên lên, làm món salad rồi xong. Dưa leo. Dưa leo quá trời giòn. Is this chicken traditionally from Australia or somewhere else? Chicken Kiev? Yeah. I'm guessing, and it's just a guess, that it comes from Kiev. Kiev là ở đâu? Kiev, yeah. Where is Kiev? Eastern Europe. Oh. Anh nói tại vì cái món gà này, nó tên là chicken Kiev, nghĩa là gà Kiev thôi. Anh đoán là nó đến từ phía đông của châu mấy bạn. Mình thích nấm rơm này quá. Giấm mỹ xin nếp bút. The mushroom is very sweet. Yeah, the mushroom is great. And the jalapenos. Ở trên á, anh có bỏ mấy cái ớt của Mexico nữa nè. Ớt này á, ăn không quá cay nha. Cũng cay cay à. Ớt này là người ta hay bỏ vô bánh mì khai bát nè mấy bạn. Ở bên đây bánh mì khai bát ta bán là người ta bỏ ớt gì vô mà. Không có ớt mẹ không ngon bằng. Đó, giờ ba mẹ thì ăn quả Elwood nhìn miệng mấy bạn ơi. I was looking at everyone eating it. Soon he'll be like, I'm gonna have some. With this chicken, you have to eat with salad, otherwise it will get too rich to eat. Yeah. Làm salad thì anh có để thêm bơ, ủa phô mai nữa mấy bạn ơi. What's this type of cheese, honey? It's vintage cheddar. Ăn cũng được, nhưng mà cái này á thì mình ăn chắc cỡ một cục rưỡi là ngán à. Cỡ một cục cũng ngán à. Người Tây á, họ ăn đồ béo quen hơn. He's eyeing off those chicken Kievs. Hey? Getting hungry, buddy. Ba bé chọc bé hỏi bé muốn ăn món món gà khép hay gì á. Thì chắc thì ăn hết cái cục này á, cái loại ăn cái phần salad này xong không ăn thêm nữa, ngán. Cảm ơn mấy bạn đã quan tâm theo dõi những video của tụi mình trong thời gian vừa qua. Hy vọng là các bạn sẽ nhấn đăng ký để nhận được những video mới, và nhớ nhấn vào cái chuông á để các bạn sẽ nhận được tất cả những video mới của tụi mình ha. Bye everyone. Tạm biệt everyone. Tạm biệt.